Em vào cái ngủ đấy rồi đám này. Rồi em nó phải kéo rồi em đấy các bạn. Ai động rồi ai động. Bên thằng qua qua rồi thôi, có được đá. Bài em lên sống phải cả lùng lại. Bữa thằng sáu bây giờ rồi. Anh Sider là đầu quân cho Thái Bình, là chắc là khả năng về Thái Bình rồi. Thái Bình Nam Định. Ở trận đấu tiếp theo nào, Babylon chung kết đầu tiên cho bên họ. Babylon trong cánh rồi. Bên kia Baby sang click để bên mình, bên kia Baby cho Son hit min. Baby cho hit min để quần bên bạn. Sang cho hit min nhờ. Xin lỗi anh em, sang cho hit min. Mình là Baby sang per click, bên mình nhỉnh hơn một chút vị trí có con per. Sang Baby click thì cần sang min cho Son. Thôi cũng cần thôi, nói chung là cũng cần. Pờ hít cần nhau, hoặc nhìn cầm với Blon. Kinh công Greg, tí là người cầm Pờ và cuối cùng người thủ xi măng người cầm xe. Thế bên mình xem nào, Baby và Pờ trong cánh. Thôi bên mình sắp xếp thế là đẹp rồi, có một mình cung thủ được Hoàng Nhi trong cánh thôi. Của đầu có lẽ sẽ chém tất. Hoặc xi măng có đánh cung được thì đã có xi măng khả năng là bài đánh cung được rồi. Xem đánh cung vào bài này rồi. Xi măng đánh cung bài này, Pờ là người dâng lờ chém ra. Bài đấu Seng đánh bài tàu 3 voi lùa bề thì rất sớm dành cho game thủ xi măng. Giữ một bài Seng mắc bênh Seng khỏe đây. Vậy là 4 voi luôn chứ không phải 3 voi. 4 voi dành cho xi măng đã đủ đồ. Phải hiểu nữa. Với Seng lại cần thế này thôi. Bách một bài đấu như ăn nhầm quả phụ. Đúng rồi, như vậy ăn quả phụ trước dành cho Hoàng Mai Nhi. Thôi xem màn hình máy Pơ nào, vì Seng ngoài đánh cung rồi. Hy vọng Pơ đột biến. Cái thế Pơ này mới là cái thế Pơ nhà đẹp này này. Nhà sát mép hai cánh rừng thông bọc hai bên. Đổi ui đổi chỗ cho Pơ với Seng có phải tương mát giấy không? Coi như cái cánh này là mặc định hai nhà đầu cánh không thi đấu. Nếu Pơ Seng đổi vị trí cho nhau. Khi mà bài Seng là 4 voi. Khả năng bên kia là không có nhà đầu cánh, thì đầu cánh không cho Son nữa thì chắc là thôi, tạm biệt. Bài tí đôi voi bài hiêu. S này S nhân đôi luôn. Hai hai dân dâng lờ dành cho tí.
Hy vọng chỗ này đồi voi nữa thì có một bài thực sự là mắc binh. Đánh ngay hai dân đồ ăn thế này đủ rồi. Đồi voi kia thì đỡ phải đóng ghét ăn mày hiêu lấy lực. Tí nữa lên đời xong sẽ dăn hoàng mày hiêu. Ơ, có kẹp xăm 9 giờ rồi. 9 giờ kẹp nhá. Không, tôi mang không câu cái con voi đấy chắc chắn là 9 giờ kẹp rồi. Kẹp xăm ông nào đây, ông cho son vào đây thì thực sự là tươi. Nhưng mà tự nhiên mất con voi thành một bài đấu đang thiếu. Bắt buộc phải ăn mày hiêu. Bắt buộc phải ăn mày hiêu này dành cho tí. Chưa biết đang mở ví dụ là cho son thôi. Mà không đầy vào hít nữa thì tươi. Rồi giải quyết thằng kẹp xăm đi, một giò một tê. Không mất con voi thì có phải là đỡ đông ép không? Giờ tự nhiên lại thành lên không được chuẩn mực cho lắm. Vẫn sẽ trong 9 thôi, bài này. BML 930 935 với 22 đồng dân pơ. S là S nhân đôi luôn, ăn mãi vàng. Ok. Kinh công 25, kinh công bài đầu chắc về cái cuối 10 đồng 11. Cánh bên này khả năng yếu nhá, cánh bên này hai ông lên muộn này, kinh công cũng như Hoàng Văn Nhi đều là người những người lên muộn. Thôi xem cánh bên này và giải quyết sớm rồi, một giò một tê chơi luôn là kẹp xăm. Kẹp xăm không biết màu mấy đây. Tôi đang dự là game thủ Hitty. Tại vì điểm số Hitty đang thấp. Khả năng nó ở trong cái hốc này là đúng Hitty luôn. Vâng, dự anh em thấy dự chuẩn chưa? Dự đúng là Hitty, đây là điểm thấp khả năng là một cái hốc. Hit vừa kích đời. Hit kích 11. Bên kia sẽ đánh chém, như vậy bên kia còn một mình mi, còn một minoan nữa của game thủ mèo mèo. Chắc là sẽ đánh cung A. Rồi, giò. Cứ chờ chết cái đám dân này đã. Chú quên tay mặc. Giò một tí giò công giáp rồi. Vâng, không ai chém hit tin thì khả năng hit tin quảng chó luôn. Tôi thề. Không ai chém hit thì khả năng hit tin là không thi đấu luôn. Là nếu chỉ thi công. Cho nó mát. À, tách dần, tách dần. Cùng giờ đẩy luôn cái hốc trong 9 giờ nhưng không đẹp đấy. Hốc, hốc, hốc nhà cứng đấy. Thôi xin mang đẩy tên cùng giờ đầu ra bắn hốc đi. Còn tí sẽ là người chém đầu cánh luôn, xin mang đánh được 3 thì bài yếu của mang đánh được 3 thôi. Cho soi là người dâng lờ là cho hit đi. Tí báo về đang bị chém rồi. Kinh công khả năng đứt xích với xe. Đứt xích thì rất khó để chống được. Đứt xích rồi. Hoàng Mai Nhi tham lại 30 đánh cung R baby lọt. Cánh bên này phải đánh nhanh thắng nhanh đấy. Không là cánh bên kia là bằng nó khá sâu. Nhiều khả năng sẽ là như vậy. Cho son này rồi, cho son chết 10 dân luôn. Báo về cho mát. Phối hợp cùng với cái rủ tí cánh này cho hit. Ờ, người e. Tốt. Tốt. Vẫn đang người e rất tốt dành cho tí. Ông bố 2 lời ngớ chết sạch luôn này. Rồi chết rất nhiều dân dành cho cái thủ bố 2. Xi măng thì đang đẩy cũng đờ lên bắn hốc. Hốc là toàn nhà cưng thế này. Lại đi sửa gầy à? Hỏng luôn à? Bốn thằng ba trai. Uống trước chai nữa. Rồi, đang đẩy cái hốc của Hitty rồi. Hitty khả năng cũng sẽ đứt xích luôn.
xi măng cần tăng Nga nhiều A lên. Ok, là cái cũng fit. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Lạc đà vào em ơi. Tí ơi. Fit đấy, OIT này. Xi măng ngồi tiếp cung lên. Đứng nhà làm gì không ai đánh, thằng cho son chết rồi. Vâng, lạc đà vào đi, thằng Hiti fit luôn này. À, vẫn có đường chạy. Vẫn có đường chạy thằng nhà tí rồi, nó chạy vào cái hướng sắt đấy thằng nhà tí rồi. Vâng, Hiti của game thủ 9x công. Tí có bắt hướng chạy không đây, tí đang lùa theo dân đây rồi. Persian vẫn tham lai 33. Kinh công của ta 14 rồi, thằng Bách đứng chân lường thủ trong trận này. Bên kia Minoa là người đánh cung rồi, không thấy Minoa xuất hiện bản đồ. Bách có lẽ đi tân cung giờ đầu tiên bắn xem thôi. Persian khả năng tên này sẽ bị lấy thang. Không. Khả năng không bắn tham đâu. Hiti thì đứt con nhà bà nhị, bên kia còn duy nhất nhà Minoa nhà xem, không biết là kinh công có ôm được gì không. Tham lại siêu rẻ cho mình, ông cứ cảm giác ông xem chém nó mỗi ông cứ đích thôi. Vâng, thế trận nguyên chặt. Trừ khi Minoan gọi là một cái bài cầm Minoan thân thánh của game thủ mèo mèo. Thì bên bạn còn may ra có cửa bật. Xeng đầu cánh bên U7 này. Xeng chết rồi, Xeng y cứ đấy kẹp với lại cung R của game thủ Hoàng Mai Nhi. Thằng 4 là người cầm Minoan. Minoan bé, Minoan không to đâu. 2 thì siêu yếu rồi, 2 thì cũng đứt nhị luôn. Vâng, cánh Per Xeng lên đời sớm. Bài hit kẹp xăm thì gần như là không thể sống được. Tí vẫn tham bài 31, đang lùa theo dân của game Sasuke. Rồi, win gần như win chặt trận này rồi. Trừ khi bây giờ vâng chim sẻ thì nắng và cầm cái bài Minoan của Mèo Mèo. Nhưng mà kể ra vâng chim sẻ cầm bài này, bây giờ cầm bài Min thì cũng khó. Bên mình hai nhà chủ lực bây giờ có thể lên 4 bất cứ lúc nào. Xi măng có đi quân không? Đi quân vào chơi thằng 4 đi. Xi măng đang hơi ít BA, tham 85 bằng đánh 4A thôi. Lại một hoàng lan thứ hai là game 4 rồi. Xi măng vừa hứ cái gì đấy? 43 dần đến từ mèo. Tham của mèo bé, tham của Bách cơ. Bách mày, bà mèo mày ra tham 70, nó đi sai. Và tỷ số là 3-1 thứ nhất dành cho team Hà Nội cũng Hà Nam. 3-1, chúng ta đến với xe hại nào.